Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre từ 12 giờ ngày 22 tháng 10 đến 12 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2022, Bến Tre ghi nhận 3 ca dương tính với COVID-19. Cụ thể thành phố Bến Tre 2 ca, huyện Ba Tri 1 ca, tổng số ca dương tính cộng dồn 98.638 ca, cộng dồn số F0 kết thúc điều trị 98.100 ca, tổng số ca tử vong 493 ca. Nhận định, đánh giá tình hình dịch của ngành y tế cho biết, Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang ổn, số trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận dưới 10 ca một ngày. Tuy nhiên, luôn xuất hiện ca bệnh nặng là điều mọi người cần lưu tâm và không được chủ quan, nhất là các trường hợp có bệnh lý nền. Toàn tỉnh hiện có 40 ca mắc COVID-19 đang điều trị, trong đó có 32 ca nguy cơ thấp, 6 ca nguy cơ trung bình, 1 ca nguy cơ cao và 1 ca nguy cơ rất cao.